Ngày chưa chúng con cũng xin đến Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần ngày xưa an ủi đầy dỗ chúng con làm những việc lành để tâm việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy Chúa con tin. Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Amen. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tứ. Thần xem thấy mặt Đức Chúa Trời xem lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Thứ hai thì gặp Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha cả xa, nơi Cha thì đến đi Cha thể hiện dưới đất vương thiên đường, tôi đến Chúa Trời là cùng bà có phước ba hơn con người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phước là. Thì gặp Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Và
chị em, khẩn cầu cho tôi trưởng tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dành giây phút thành tâm xin thú tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Thiên Chúa và ban thân thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của hội thánh mà ban cho anh chị em ơn tha thứ và bình an. Vậy tôi tha tội và tha và cho anh chị em nhân nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe lời con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy gặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa to hiền trong cuộc đời của chúng con. Lời Thiên Chúa là Cha nhân từ. Con muốn Cha khi chịu khổ hình thân Cha đã đặng thân mẫu người làm hiện mẫu chúng con. Nhờ thân mẫu đem hết tình yêu mến mà công tang với Chúa con trong công trình cứu độ. Xin cho hội thân được thêm nhiều con cái khắp nơi và vui mừng vì đoàn con ngày càng thêm thân thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Dân tộc bước đi trong u tối như đã nhìn thấy sự sáng chiếu chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, hóa chẳng làm vĩ đại niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm khi đem của chiến được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trường quyền của kẻ áp bức, Chúa sẽ nghiền nát ra như trong ngày chiến thắng Madian. Bởi lẽ mọi chiếc giày ghi luật cột của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, họ sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh cho chúng tôi và một người con đã được ban tặng cho chúng tôi. Người đã gánh nặng vương quyền trên vai và thiên hà sẽ gọi tên người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình. Người sẽ mở rộng vương quyền và cảnh thái bình sẽ vô tận. Người sẽ ngự trên ngai vàng của David và trong vương quốc người để củng cố và tăng cường trong sự công minh chính trực. Ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời, lòng ghen yêu của thiên binh sẽ thực thi điều đó. Đó là lời Chúa. Tuyệt vời có phúc vì mẹ cứu mang con Chúa Trời. Linh hồn tôi ơi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hân hớ reo mừng.
Gieo mừng trong Chúa đấng cứu độ tôi, gieo mừng trong Chúa đấng cứu độ tôi. Thương nhìn tới lời chúc khen vang lên mọi thời, khen rằng hiến phúc có Chúa toàn năng, thương tình nghĩ tới giáng phúc đầy dư. Đấy tình yêu thương của Cha nhân ái, dâng để cho kẻ kinh sợ Ngài. Tay mật của Chúa to do quyền uy, tiêu diệt những kẻ phát lối từ kia. Bài tiết thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippê. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi những người anh ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, người sẽ biến đổi thân xác hèn hè của chúng ta nên giống như thân xác hiền vinh của người, nhờ quyền lực mà người vẫn có để bắt muôn vật suy phục người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều tiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-sen và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm. Chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-sen và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó,
các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bước vào tuần thứ hai của mùa chay, phục vụ lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta chìm ngắm biến cố biến hình. Chúa Giêsu biến hình trên núi, một màu nhiệm vĩ đại. Thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngài đem ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi để cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện thì diện mạo người biến đổi khác thường, áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Chúa đàm đạo với Elia và Môi-se. Chúng ta còn nghe tiếng Chúa Cha từ trong đám mây phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Một khung cảnh thật là huy hoàng, rực rỡ, chiếu tỏa vinh quang của Thiên Chúa. Và khi chúng ta đọc biến hình như vậy, chúng ta đặt câu hỏi rằng tại sao Chúa Giêsu lại biến hình. Chúng ta cũng biết rằng trước khi Chúa Giêsu biến hình thì ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn, không kể đàn bà con trẻ. Và khi Chúa Giêsu ngài làm phép lạ như vậy thì các môn đệ cảm thấy vô cùng hân hoan, cảm thấy vui mừng và tự hào về thầy của mình. Thầy của mình rõ ràng là Thiên Chúa, thầy của mình rõ ràng là đấng thiên sai, đấng phải đến ở trong thế gian này. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu ngài loan báo về việc ngài sẽ phải chịu khổ nạn, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, luật sĩ ganh ghét, loại trừ, sẽ phải chết và 3 ngày sau sẽ sống lại. Khi nghe Chúa Giêsu ngài phải chịu khổ nạn như thế, thì các môn đệ lại cảm thấy trùng lòng xuống, cảm thấy buồn bã, thất vọng và hoang mang. Bởi vì từ một vị Thiên Chúa quyền năng, một người có tương lai huy hoàng, tốt đẹp như thế, bây giờ là phải chịu chết, đau khổ, các môn đệ không thể nào chịu được và không thể hiểu được. Chính vì muốn củng cố tinh thần, chính vì muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ mà Chúa Giêsu ngài biến hình trên núi, ngài chiếu tỏa vinh quang của Chúa cho các môn đệ, để các ông hiểu rằng nếu muốn được vinh quang phục sinh nước trời thì các ông phải bước đi trên con đường đau khổ, con đường thánh giá, qua thánh giá đau khổ mới đến được vinh quang. Trong thực tế cuộc sống của mỗi người chúng ta, chắc hẳn rằng không lúc này thì lúc khác, không ít thì nhiều, chúng ta cũng đón nhận những khó khăn, những đau khổ đến với cuộc đời, đến với gia đình của mỗi người chúng ta. Đôi khi những khó khăn đó làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng về cuộc sống, làm cho chúng ta bị lung lay về đức tin, làm cho chúng ta chán nản cuộc đời. Và thậm chí có những người vì những khó khăn thử thách mà cảm thấy oán ghét cả Chúa là đến luôn yêu thương mình. Vậy thì đâu là ý nghĩa của những đau khổ chúng ta gặp phải, và đâu là cách để chúng ta vượt lên trên những đau khổ khó khăn đó? Có một câu chuyện kể rằng có một cụ già, ông lão già đi chăn một đàn cừu. Ông chăn ở ngoài đồng như vậy thì có một con cừu bị rơi xuống vào hố sâu. Khi rơi vào hố như vậy, ông ta nỗ lực để tìm cách cứu con cừu lên nhưng không thể được vì hố khá sâu. Sau một hồi tìm cách không được, ông mới quyết định như thế này: con cừu này cũng đã già rồi và té xuống hố sâu như vậy không thể vớt lên, chi bằng ta lấp luôn cái hố này đi, thà mất một con cừu nhưng sau này sẽ không có cái tai nạn nào tương tự xảy ra và đàn cừu của mình được an toàn. Nghĩ như vậy, ông ta nhờ thêm những người bạn của mình đến và xúc
đất lấp lại cái hố. Khi bị bao nhiêu đất đá vùi lấp trên thân mình như vậy, con cừu là hết rất là to và cảm thấy thất vọng. Cuộc đời mình có lẽ là đã dấu chấm hết. Biết bao nhiêu thứ phủ lấp trên khắp cả người mình, bụi mù tung tóe, làm sao có thể sống được. Tuy nhiên, sau một hồi vùng vẫy, thì chú cừu thấy rằng nếu mình cố gắng vũ bụi ở trên lông mình xuống và cố gắng đạp những cái lớp đất đá xuống dưới chân mình, thì hình như mỗi lúc mình được nâng cao lên dần dần. Nếu cố gắng như vậy, thì một lúc có thể mình sẽ được thoát khỏi cái cảnh khổ hiện tại. Và sự việc xảy ra đúng như vậy. Khi mọi người cứ cố gắng lấp đất và con cừu cố gắng vũ bụi ở trên lông của mình, thì con cừu bước ra được khỏi miệng hố và tung tăng đi ăn cỏ trước sự sửng sốt của biết bao nhiêu người. Một câu chuyện nhỏ giúp cho chúng ta suy tư trong biến cố biến hình và trong những sự đau khổ chúng ta gặp đến trong cuộc đời. Trong cuộc đời có lẽ những lúc chúng ta cảm thấy biết bao nhiêu bụi mù, biết bao nhiêu khó khăn ập xuống trên người chúng ta, phủ lấp chúng ta, muốn chôn vùi chúng ta. Nếu chúng ta nằm đó để la hét, để oán trách, để giận hờn, thì chúng ta sẽ bị những cái bụi mù, những khó khăn cuộc đời đó phủ lấp. Nếu chúng ta biết như con cừu đó, vũ bụi ở trên lông mình xuống, cố gắng đạp những khó khăn thử thách xuống dưới chân mình, thì nhờ biết vươn lên, nhờ biết mạnh mẽ như thế, chúng ta có thể đạt đến sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta có thể vượt qua khó khăn và chúng ta sẽ thấy những tia sáng của hy vọng đến với cuộc đời mỗi người chúng ta. Đặc biệt khi chúng ta nhìn ngắm Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta, chúng ta cũng thấy ở nơi đó một mẫu gương tuyệt vời để vượt qua đau khổ như thế. Đức mẹ khi nghe lời thiên sứ truyền tin và mang thai con Đức Chúa Trời, Ngài cũng đã đối diện với biết bao nhiêu khó khăn thử thách, bị Giuse, bị biết bao nhiêu người thân cận của mình hiểu lầm là tại sao chưa có kết hôn mà lại có thai. Đức mẹ cũng đã rong ruổi trên tất cả những con đường mà Chúa Giêsu rao giảng tin mừng để cùng với con chịu đau khổ, cùng với con chịu hiểu lầm, cùng với con chịu chống đối, cùng với con mình chịu hàm oan. Đặc biệt nhất trên đỉnh đồi Golgotha, Đức mẹ đã cùng với con của mình chịu đau khổ trong bề, như lời của Simeon có nói rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Đức mẹ đã cùng đau khổ với con của mình, Đức mẹ đã cùng chết với con của mình, và biết bao nhiêu đau khổ thử thách, Đức mẹ vẫn đáp lời xin vâng. Để rồi cuối cùng chúng ta thấy kết quả như thế nào. Đức mẹ được Chúa ân thưởng biết bao nhiêu ơn trọng, đó chính là được làm mẹ Đức Chúa Trời, đó chính là ơn vô nhiễm nguyên tội, đó chính là ơn được trọn đời đồng trinh, và đó là ơn được lên trời cả hồn lẫn xác. Chúng ta cử hành thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa trong vinh quang của biến cố biến hình. Chúng ta nài xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều Chúa dạy, đó chính là nếu chúng ta cùng chấp nhận chịu đau khổ với Chúa, chúng ta sẽ được vinh quang với Chúa. Nếu chúng ta chịu chấp nhận chết với Ngài, chúng ta sẽ được hiển trị với Ngài. Xin cho chúng ta biết noi gương Đức Mẹ để cùng với mẹ chúng ta nỗ lực trong cuộc sống, vượt qua những khó khăn thử thách, chấp nhận thánh giá cuộc đời mình để mai ngày chúng ta đạt đến hạnh phúc nước trời. Amen. Tôi tên kinh một Thiên Chúa mẹ cha toàn vâng đấng cao thần trời hát muôn vàn câu hình và thôi. Anh chị em rất thân mến, khi hiện ra tại Fatima, mẹ đã nhắc nhở mọi người hãy cải thiện đời sống. Đó cũng là sứ điệp mà giáo hội mời gọi chúng ta thực hiện trong suốt mùa chay thánh này.
tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa và của mẹ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện cầu. Hội thánh luôn mời gọi người Kitô hữu thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết nhiệt tâm song tinh thần thánh hối của mùa chay, đó là từ bỏ tội lỗi và làm nhiều việc lành phúc đức. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cải thiện đời sống là từ bỏ nếp sống cũ với những con người đầy dẫy những thói hư tật xấu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mời tín hữu đoàn kết với tội lỗi để xứng đáng đón những đại lễ phục sinh sắp đến. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy cải thiện đời sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết nỗ lực căng tăng đời sống, thay đổi con tim, sửa đổi tinh thần để ngày càng trở nên trong Chúa Giêsu hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi hiện ra tại Fatima, mẹ mời gọi mọi người rằng khi làm chuỗi bánh côi, các con hãy cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu dù phải đối diện với bao gian nan thử thách, cũng không bao giờ mệt mỏi kêu lòng thương xót và công nghiệp cứu độ của Chúa Giêsu như mẹ đã dạy. Lạy Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ rất thân là Đức Chim Nữ Maria. Xin dùng chúng con biết nói gương mẹ, một lòng tin tưởng vâng phụng thân y Chúa và nhiệt thành cầu nguyện hy sinh cho phần roi tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa thân là tinh thần là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoan những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng môn thề từ ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đương tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin gia đình hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa đón nhận tất cả những ý nguyện cầu mà chúng con hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay cùng với các linh hồn theo ý của những người cầu.
là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng đường sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc cụ tiên, ông bà cha mẹ và thân bạn quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thầy được vào hưởng ánh sáng công nhân Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được động hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thân công đồ và toàn thể các thân đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giáng nguyện rằng: lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dơ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho mình. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đang cho ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành lặn. Con để bên Chúa. Trên trời ngay khi còn ở dưới thế, chúng con cầu xin nhờ đến Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin được thay lời cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây, con cảm ơn hai cha đã đường xa đến nhập dân thánh lễ cầu nguyện cho chúng con
nhất là trong dịp chúng con hành hương về với Đức Mẹ Fatima Bình Chính này. Xin cảm ơn quý sơ, quý vị trong hội đồng mục vụ, các đoàn cùng tất cả các anh chị em người đã giúp cách này cách khác để cho công việc tổ chức được diễn ra tốt đẹp. Và xin cảm ơn quý ân nhân và cũng như quý đoàn hành hương đã từ xa đến với mẹ để cầu nguyện cho công việc cũng như ơn thánh hóa của chúng ta trong dịp mùa chay thánh. Và trong dịp ngày 13 tháng 4 chúng ta được cử hành trong tuần thánh, nên chúng ta cùng hiệp dân thánh lễ ngày 13 thứ tư tuần thánh đó, chúng ta cùng hiệp ý với mẹ Maria, cùng hiệp công cứu chuộc với mẹ bằng cách là chúng ta dâng những hy sinh, nhất là trong mùa chay thánh này, để thánh hóa mỗi người chúng ta và đồng thời để cầu nguyện cho các linh hồn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cha, thầy giáo, quý sơ, quý vị trong hội đồng mục vụ, quý ông bà và anh chị em. Giờ đây chúng ta ai có nước có tường, chúng ta được xin Chúa thánh hóa làm phép tường và làm phép nước để chúng ta nhận, để xin ơn thánh của Chúa, nhất là những ơn thánh của mẹ đến với chúng ta trong dịp mùa chay thánh này. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho loài người có nước để dùng, để uống và tắm rửa. Chúa cũng muốn dùng nước để thanh tẩy tâm hồn chúng con và làm cho chúng con đường sống muôn đời. Xin Chúa thương nhận lời chúng con thân nguyện mà thân hoa ca tương ân và nước này, để trong ngày hôm nay là ngày của Chúa, chúng con đường tràn đầy sinh linh nhờ nước thánh này. Xin Chúa lại đổ xuống trên chúng con nguồn ân sủng dồi dào và gìn giữ hồn sang chúng con khỏi mọi điều an hại. Xin cho chúng con được trở nên trong sạch, hậu xuân đang đến gần Chúa mà hưởng ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đấng Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. In the name.